Sao đấy? À, mọi người tách ra chứ không công an người ta nói mình giãn cách đi. Mọi người giãn cách giùm em nha. Đây là 8 thùng giấy. Đây là 8 thùng giấy sau kê. Đi ra ngoài. Bây giờ á là tất cả mọi thứ ở đây rồi. Thì cũng cho mọi người Mọi người lưu ý khoảng cách. Đây là tất cả những giấy tờ mà từ công nghệ. Những giấy tờ gồm thông tin của cái công ty, tài liệu của... Anh cầm cái này nói mới được. Cái ấy đâu rồi? Giãn cách ra đi. Bây giờ có cái này mày. Treo vào cho anh đi. Rồi. Đây là có. Bây giờ á là Vinh và Tiên là sao kê, nhờ ngân hàng sao kê tất cả là trước từ thiện, làm ba mục trước từ thiện là vào ngày mùng 8 tháng 10 đến ngày mùng 12 tháng 10 là trước từ thiện. Trước từ thiện 5 ngày. Trước từ thiện 5 ngày là đây là cái giấy sao kê trước từ thiện 5 ngày là có số tiền là 272 triệu là tiền, đây là tiền tài khoản cá nhân của kêu gọi từ thiện là 272 triệu, là cái số này là có sẵn trong tài khoản. Văn bản này sẽ được gửi lên. Còn đây là cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là từ 13 tháng 10. Giai đoạn thứ hai là từ 13 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11 là tức từ khi kêu gọi từ thiện và đến khi kết thúc chuyến từ thiện. Thì kết thúc chuyến từ thiện miền Trung và Tiên up lên sao kê tổng thì, cho mọi người. Thì đây là cái trang đầu tiên của cái bản sao kê từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 23 tháng 1 là số dư vẫn còn, là số dư đầu kỳ là 272 triệu đây. Là nhục như nói. Đây số tài khoản 46. 46. Rồi số tài khoản rồi từ ngày 13 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 11 năm 2020. Rồi. Là trong đây. Cái khoảng thời gian từ thiện miền Trung như Tiên đã up lần trước. Rồi ở đây. Facebook rồi. Đây là số cái số cuối kỳ. Cuối kỳ. Đây là cái số mà người ta nói là cái số đây mà ấy ra vậy đi. Đây đây ra tí để bác nói cho. Mày cứ ấy đi. Ok rồi anh. Cho em ở đây đi. Ở đây á là cái tổng. Đúng là trang này là trang cuối đây. Đây là trang cuối. Là trang cuối. Nè mọi người nhìn. 117 tỷ. Cái này 177 tỷ. 177 tỷ 792 triệu 730 ngàn. Số tiền ghi nợ là số tiền mà tất cả mọi ra. Người chuyển vào. Không biết gì. Đây này. Số tiền ghi nợ là ở đây là số tiền là tất cả cái tiền này á là người ta nói là tiền này là tất cả rút ra chi cho miền Trung là 177 tỷ 792 triệu. Còn số tiền mà ghi có tức là ở đây người ta nói rằng là dễ hiểu rằng là số tiền mà tất cả những mạnh thường quân cả nước gửi vào cho tài khoản đến ngày 23 tháng 11 là 177 tỷ 520 triệu 497 ngàn. Tức là tóm lại á là tất cả cái chuyến tiền nguyện của đây này, chuyến tiền nguyện của vợ chồng Vinh đi từ thiện miền Trung á là tổng chi mà theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương á là 178 tỷ 542 ngàn đồng. Còn nhận vào của tất cả mạnh thường quân cả nước là 177 tỷ 520 triệu. Đó là tất còn lại đó, còn lại. Còn lại cái số. Cái đây mới quan trọng, tất cả mọi người nói là sau khi okay. Mọi người nói là sau khi kết thúc từ thiện là tài khoản của vợ chồng Tiên vẫn mở.
và có rất nhiều tiền vào. Thì bây giờ để xác minh cái điều đó là bên vợ chồng Vinh đã in sao kê từ ngày 24 tháng 11 sau khi từ thiện, 24 tháng 11 đến ngày 24 tháng 2. Đây. 24 tháng 11 đến 24 tháng 2. Đến 24 tháng 2. Là tổng số tiền ở trong 3 tháng từ thiện. Sau 3 tháng từ thiện là tổng số tiền ở trong tài khoản là 4.464.000. Tại sao lại có số tiền này? Tại sao lại có số tiền này thì chúng ta nhìn đây. Là cái số dư là ở đây là số mà ngân hàng trả lại cho số 177 tỷ là 6.461.000. Đây là ngân hàng trả lại. Thì ở đây trả lãi suất đấy cho 177 tỷ đó. Thì ở đây là có cái số tiền ghi nợ là vào ngày 27 tháng 1 là trả lại tiền này. Thùy Tiên trả lại tiền từ thiện cho một bạn khán giả tên là Đỗ Thị Kim Chi chuyển khoản vào ngày 21 tháng 10. Thì nhờ thông qua ngân hàng là nói là chuyển nhầm, đề nghị là chuyển tiền lại, thì ngân hàng có chuyển lại cho bạn vào ngày 27 chuyển lại vào bạn cho bạn vào ngày 27 tháng 11 là với số tiền 1.977.000. Thì hiện tại ở trong tài khoản của số tài khoản 704746 để kêu gọi từ thiện miền Trung ấy là còn 4.464.298 đồng sau khi đi từ thiện 3 tháng. Thì ở đây cái số tiền này vì là hết đợt thiện nguyện của miền Trung rồi thì chỉ còn 4.6 triệu, thì Vinh và Tiên để cái số tiền này để có chuyến từ thiện tiếp theo, chứ còn tiền này vẫn ở trong tài khoản. Nhưng có một điều rằng là trong suốt thời gian vừa qua ấy là hai vợ chồng đã bị chịu cái điều tiếng rất lớn là vu khống trên thông tin bịa đặt ở trên lan truyền trên mạng Facebook, rồi một số cá nhân là đã vu khống bôi nhỏ danh dự và thông tin bịa đặt trên internet thì và làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến cái lợi ích cũng như tình hình. Từ tình hình kinh tế của gia đình. Vì vậy với quyền công dân của mình á, thì với quyền công dân của mình thì tôi, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ cái quyền chính đáng hợp pháp của hai vợ chồng. Và ngày hôm nay là những giấy tờ này, những sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra. Và chúng tôi tin vào pháp luật, vì tôi nghĩ, vì vợ chồng chúng tôi tin rằng là không có một cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật được. Và dù bất cứ đó là ai thì vợ chồng chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện với những người đó, dù là doanh nhân, CEO hay là một người buôn bán bất động sản hay bất cứ một cá nhân tổ chức nào. Thì chúng tôi tin rằng pháp luật sẽ có cái chế tài để xử lý những cái sai trái đó. Và thứ ba nữa, chúng tôi luôn khẳng định với tài khoản 746 là chỉ duy nhất kêu gọi quỹ từ thiện của miền Trung, và không có bất cứ một tài khoản nào kêu gọi từ miền Trung cả. Và trên internet có lan truyền một cái tin nhắn là gửi tiền của số tài khoản đuôi 812, mà không biết là gửi cho hình thức theo kiểu là gửi cho miền Trung hay là gửi cho đâu cả. Thì như vậy thì chúng tôi cũng có in sao kê cái số mà mọi người lan truyền trên mạng đây. Chúng tôi cũng có in sao kê với số tài khoản đuôi 812 từ ngày 10 tháng 10 trước khi chúng tôi đi từ thiện. Và sau khi từ thiện 6 tháng thì chúng tôi khẳng định rằng là không có bất cứ một giao dịch hay là bất cứ một cái số tiền nào ủng hộ từ thiện miền Trung vào số tài khoản này. Vì số tài khoản này là số tài khoản visa cho vợ của chúng tôi và cho tiền để đi chợ thôi. Thì ở đây là chúng tôi đã sao kê số tài khoản 812 vào ngày 10 tháng 10 2020 đến ngày 10 tháng 4. Thì ở đây là không, là tất cả những cái này là giao dịch là từ mọi người gửi vào đây hết. Đó. Đây là những cái giao dịch mà đi chợ của Tiên không có ai gửi tiền quyên góp miền Trung gì vào. Hiện tại trong tay 6 tháng. Và số tiền còn lại và cái biên bản này, cái giấy sao kê này chúng tôi cũng sẽ up lên trên tất cả Facebook
và tất cả sao kê của chúng tôi ở đây, chúng tôi sau đây chúng tôi sẽ up lên Facebook. Đó. Ok, bọn em đây về liền. Và thứ hai nữa, một vài phút anh đưa cái, anh đưa cái dây kiện cho em. Và hôm nay tôi cũng thông báo rằng, và vợ chồng chúng tôi thông báo sẽ kiện những người đã vu khống xúc phạm danh dự đến cơ quan có thẩm quyền. Dạ, xong luôn rồi anh. Và chúng tôi đã có đơn đây rồi. Chúng tôi có đơn để kiện những cái người vu khống chúng tôi lên mạng, trên mạng xã hội để có thể cơ quan luật pháp để có chế tài để xử lý. Và từ ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan pháp luật để vào cuộc cái chuyện này. Rồi, được rồi. Okay. Các thông tin này sẽ được thông tin lại sau cho mọi người.